Alo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần series học phần mềm Revit. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để mình tạo thêm một family chart, là có nghĩa là family kết cấu thép hệ dạng các bạn. Thì thông thường ở phần mặc định của Revit thì khi mà các bạn nhân lệnh các bạn nhân lệnh trước này thì các bạn sẽ vẽ như này, sẽ có một cái hệ dạng cho các bạn. Các bạn nhấn vào 3D và xem. Nhưng mà hệ này thì các bạn sẽ không, nó sẽ là mặc định, không ý không theo ý của các bạn. Ở đây mình muốn giống như cái phần hệ dạng này á, mình muốn thêm một cây chính giữa vào. Đây giống như ở bên này mình làm chéo sang bên này, không theo đi zig zag như này. Đấy. Ở đây mà giống như cái phần hình ảnh này, ở đây mình lên đây xuống đây, xuống đây tiếp lại xéo lên đây, thay vì ở mặc định là nó sẽ như thế này, như thế này, như thế này, như thế này, đúng không? Nó sẽ tạo cho mình một cái family theo cái ý của mình. Giống như ở trong này các bạn, nếu mà các bạn chọn edit style á, thì nó có cái phần là các cái phần nó sửa đổi nhưng mà nó sẽ không theo cái hình dạng của các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ vào tạo family cho nó. Đây mà mình muốn tạo family như thế này nhá. Thì hoặc là như dạng khác thì các bạn sẽ cũng làm tương tự. Ở đây chúng ta sẽ click vào file, nhấn vào new và các bạn sẽ chọn vào family. Các bạn sẽ tìm đến cái phần Metric Structure Chart này. Các bạn nhấn Open. Đấy. Sau đó nó sẽ hiện lên một cái khung mặc định của nó như thế này. Ở đây mình không dùng cái phần này chính giữa, mình nhấn HH cho nó ẩn đi. Ở đây khung nó sâu 3.000, dài 2.500. Ở đây khung của mình là 2,5 m, mình cho nó là 28 m. Đó, 28 m với 3 m đúng không? 28 m với 3 m này, 28 này. Rồi ok, chúng ta sẽ tạo cái những cái mặt phẳng để chúng ta khi mà các tạo chúng ta sẽ tạo hệ dạng ở chính diện này, chúng ta phải tạo cái mặt phẳng của nó. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào grid, grid nhấn vào reference plane. Ở đây các bạn sẽ nhấn cho mình 28. Đấy, sau đó các bạn sẽ array nó ra. Enter. Và các bạn nhấn ở đây. Chọn đây. Thay vì ngồi copy thì các bạn nhấn vào số lượng là nó sẽ 8 hoặc 9. À, các bạn có cái hàng chia đều này. Các bạn sẽ đo kích thước. Cho phần này là phần trống, không phải không có cái phần thanh nhằng. Bên này cũng vậy. Mình sẽ đo kích thước này trước. Rồi, sau đó mình sẽ đo kích thước các khung nhằng. Đấy. Sau đó các bạn cho nó đều này và các bạn nhấn chế độ EQ là chế độ tâm giãn đều đồng tâm. Cái này các bạn cho nó thẳng hàng, cách lôi nó lên. Rồi ok, ở đây chúng ta sẽ cái này sẽ tạo cho nó là một cái biến kích thước là K1 Intensity. Đấy, cái bên này cũng vậy. Bên này tại sao mình làm biến nó, vì nó ở đây có thể khoảng cách nó sẽ khác nhau, nhưng mà khoảng cách ở chữ này nó sẽ đồng đều nhau. Ở đây chúng ta sẽ tạo cho nó là K2 chẳng hạn. Ok. Bây giờ các bạn sẽ nhấn vào lệnh grid và thực hiện vẽ những cái đối thành phần cấu tạo nên cái hệ dạng này. Một cách nhấn vào grid, nhấn vào top,
top có nghĩa là phần trên đấy, các bạn sẽ vẽ thanh nhang ở phần trên này, sau đó các bạn sẽ khóa cái này đi, không cho nó di chuyển. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào button, button cái ở phía dưới mặt dưới, các bạn nhấn vào đây, sau đó các bạn cũng sẽ khóa cái ràng buộc này. Rồi ok, còn phần web là phần răng ở giữa này, các bạn sẽ nhấn vẽ bình thường thôi. Đây đó, ở đây mình sẽ xuống, thay vì mà như cái mặc định của nó sẽ ở đây nó sẽ về lên, nhưng mà của mình nó sẽ dằng như thế này. Đấy. Rồi các bạn nhấn vào đây. Đấy. À không, cái này là phần này mình đang xóa cái phần này. Các bạn sẽ về lại nó thì nhấn vào web này. Đây. Nó đều là hệ tam giác nhé. Rồi các bạn xuống đây. Rồi các bạn sẽ về vào bên này. Đó. Sau đó các bạn sẽ vẽ đường này và vẽ sang bên này, đường xuống đây và xuống bên đây. Bỏ vào đây đúng không? Sau đó sang bên này. Cho nó sang bên này. Ok. Rồi chúng ta đã xong cái phần vẽ cái thanh nhằng chính giữa đúng không? Các bạn kiểm tra lại coi nó đã đủ chưa. Sau khi mà vẽ xong thì các bạn sẽ nhấn cho mình lệnh VV để quản lý các đối tượng 2D kích thước. Cái này mình làm hiện lên để mình sẽ tạo ràng buộc cho nó. Cái này những cái điểm mà hiện lên số 0 này các bạn sẽ cần tạo cái ràng buộc cho nó. Số 0 này, đây. Để tạo ràng buộc cho nó các bạn sẽ nhấn lệnh vào lệnh A link. Rồi các bạn sẽ nhấn vào cái cho mình là cái mặt phẳng này mình tạo ở đây, mình nhấn vào đây đúng không, mình nhấn vào đây, sau đó các bạn nhấn giữ phím tab đó, nhấn về phím tab chỉ vào đây, nhưng mà nhấn giữ phím tab nó sẽ chuyển qua những cái đối tượng, khi mà nó chuyển đến cái điểm chấm tròn á thì các bạn nhấn vào đến mặt phẳng này cũng vậy. Đây các bạn nhấn phím tab, đây các bạn thấy không, nó hiện lên dấu chấm là các bạn sẽ nhấn vào ở bên mặt phẳng này, các bạn nhấn phím tab. Đây nó chuyển qua, nhấn vào ok. Ở đây các bạn nhấn vào đây rồi nhấn vào phím tab, rồi nhấn vào phần này ok. Cái phần phần này các bạn nhấn vào phần mặt phẳng này đây, rồi sau đó nhấn vào phần tab chọn như này, nhấn vào cái phần này rồi nhấn phím tab ok. Những cái còn lại các bạn làm tương tự ok. Đấy. Các bạn phải chỉ vào cái phần này nó mới nhấn phím tab nó mới hiện lên cái chỗ tròn này. Ok, các bạn đã thấy những cái điểm chú thích không không nó là mất đi đúng không? Rồi sau đó các bạn sẽ enter cho mình để hủy lệnh. Rồi các bạn sẽ nhấn vào đây, nhấn vào Family Tile để xem cái phần này mình có thể chỉnh sửa được không nhé. Rồi các bạn đây. Đây các bạn sẽ chỉnh chiều dài cho mình là 30 mét chẳng hạn.
nó tự giãn đều ra này, đúng không? 2 mét chẳng hạn, cái chiều sâu của nó 2 mét chẳng hạn, nó sẽ tự động giãn vào này, rồi mình định lên lại là 3 mét, 28 mét. Ok, ở đây mình sẽ chuyển khoảng cách hai đầu thành 3 mét chẳng hạn. Đấy, 3 mét. Ok, nó dàn đều ra cho bạn, đúng không? 28 mét, hai đầu là 3 mét, còn chính giữa là nó cách đều. Rồi mình sẽ trả lại cái phần giống như bản vẽ của mình. Sau đó ok, apply. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhấn nó lưu nó là một family. Family này mình đặt nó là hệ dạng HD nha, để ngoài đất cốc. Bây giờ chúng ta sẽ gửi cái load cái phần này vào một project bất kỳ. Mình tạo project bất kỳ nhé. Đây, nhấn vào OK. Đây các bạn sẽ ở đây vẽ level 2 cũng được nhé. Ở đây các bạn sẽ nhấn vào sắc và nhấn vào bạn nhấn đi về đây, các bạn nhấn vào nhấn chuyển sang cái phần family này, nhấn vào load project này. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào vẽ này 28, rồi các bạn sẽ chuyển sang 3D. Đấy, chuyển mặt phẳng nhìn, di chuyển nó sang bên này để nhìn chút. Đấy, các bạn thấy nó đã hình thành lên cái phần giống của mình chưa? Đây, có 3 chục này. Cái vấn đề tiếp theo chúng ta cần phải xử lý là cái phần các cái đối tượng cấu tạo những cái thể dạng này. Đây, hiện tại là ở phần hai bên mình sẽ là thanh hát, nhưng mà nó nằm dọc. Còn cái phần chính giữa hệ dạng này á, nó sẽ là thanh L 140 dài 10, đúng không? Phần hai đầu là 350 với 200 thanh hát. Nó sẽ quay 90 độ, cho nên các bạn sẽ kích vào đối tượng hệ dạng này, nhấn vào Edit Type. Ở đây các bạn sẽ tìm cho mình đến cái phần Struct Family Type. Hiện tại thì ở đây chỉ đa số là cái phần mặc định của nó. Chúng ta muốn chỉnh cái phần thư viện, chỉnh theo cái kích thước của mình á. Ở đây mình thanh hát của mình là 250 nhân 350 nhân 10 nhân 16, đúng không? Mà ở trong này không có, trong cái hệ mặc định của nó không có, đúng không? Chúng ta phải tạo trước cho nó. Tạo trước là sao? Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào Struct và nhấn vào Column. Các bạn sẽ tạo trước cho nó một cái thư viện. Đây, nó là hệ dạng mà, thì nó sẽ là beam. Rồi các bạn sẽ nhấn vào đây và các bạn nhấn vào load. Các bạn sẽ đến cho mình phần English Imprint này, nhấn vào Sub Farming này, nhấn vào Style này. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn vào HP Pairing này. Ok, các bạn chọn một cái này. Rồi các bạn nhấn sửa double, có thêm ra một cái mới H3 350 nhân 250 nhân 10 nhân 16. Đấy, mình đang tạo thanh hát nhá. Rồi các bạn nhấn vào preview này, các bạn phóng to lên để nhìn cho nó kỹ. Rồi các bạn sẽ chỉnh sửa kích thước. Ở đây phần ngang này của mình là 250 này, phần cao của hát là 350. Rồi cái phần độ dày này là độ dày ở chính giữa này, chính giữa là mình là 10,
Này là đôi giày của thanh phía trên này này, phía dưới nó là 16. Đó là các bạn áp ly. Rồi ok. Rồi ở đây mình đang còn thiếu phần thanh L. Thì mình vẫn là tạo vào đây và tạo thanh L. Đây. Cho bạn chọn lại một cái rồi double nó lên. Ở đây là L 140 nhân 140 nhân 10 nhân 10 nhá. Rồi ở đây chúng ta sẽ kích vào đây. Cái này là 140. Này cũng vậy 140. Cái này là sẽ là 10. Cái này cũng vậy 10. Cái T này á, T này mình cho là 10 này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa nó như thế nào. Đây mình sẽ chỉnh cho các bạn xem là mình tạo cho các bạn thư viện mới luôn nhé. Đây nhiều lúc các bạn mới mà nó không thường mà không 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 biết thì phần này nó sẽ rất là khó, không ai chỉ nó sẽ rất là khó. Đây các bạn thấy cái phần hát thanh hát mình mới loát mình mới về đó, mình mới tạo trong thư viện của nó sẽ nó ra đây. Rồi cái này là phần top shot là cái phần trên này đúng không, button shot là nó dưới này đấy, cho nên chúng ta sẽ sửa hai cái phần này. Ok mình ép lên cho các bạn xem đó, thấy không, bây giờ là chúng ta sẽ chỉnh chiều góc của nó là 90 độ đúng không? Đó phần dưới này cũng vậy 90 độ. Ok các bạn đã thấy cái này phần này 90 độ rồi. Rồi các bạn thấy cái này 90 độ đúng không? Đó rồi bây giờ chúng ta sẽ chỉnh cái thanh ở giữa là chuyển sang cái phần thanh chính giữa này và cái thanh dằng này, mình sẽ chọn cho nó là L140 nhân 140 đúng không? Đây cũng vậy. Đó, nó là chuyển sang rồi các bạn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tạo cái liên kết cho cái phần hệ dòng này. Ở đây các bạn có thể thấy rằng là nếu mà quay theo chiều này quay theo chiều một chiều á, thì có cái nó sẽ bị lẹm vào đây này, cái này nó sẽ bắt buộc mình phải lật lật cái này sang bên này để cho nó cái góc này với cái góc này nó giống nhau. Để làm được như vậy chúng ta sẽ nhấn giữa phím tab và kích chuột vào phần thanh dằng này, nó sẽ hiện lên và nó sẽ có một cái phần cho mình là cái khóa này này, mình phải khóa khóa nó đi mình mới quay được cái góc này. Bây giờ chúng ta sẽ quay góc này. Rồi chúng ta sẽ nhấn thêm tab này. Độ. Rồi, chúng ta đã quay được cái phần này 90 độ này. Đấy, nó giống cái phần bên này, giống phần bên này.
phần nào nó bị lệm là chúng ta sẽ chỉnh luôn, đúng không? Cái bên này nó bị lệm. Chúng ta sẽ chỉnh 90 độ. Ok. Cái này 90 độ. Đấy. Cái này cũng vậy. 90 độ. Đấy, các bạn thấy nó đã lại đều nhau đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo liên kết cho cái phần hệ răng này. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào phần connect này, mình nhấn vào mũi tên này để load cái phần các thư viện hệ răng của nó nhé. Để mọi các bạn muốn add thì add hết đi. Rồi bây giờ các bạn sẽ nhấn vào phần connect. Các bạn sẽ nhấn vào mục UI Palette, UCIT Palette for Badia. Cái này các bạn này, tiếng Anh thì mình cũng không rành lắm, nhưng mà các bạn sẽ chọn vào cái phần này. Các bạn nhìn biểu tượng của nó là nhìn nó thấy tương đối giống của mình thì các bạn nhấn vào ba cái nó. Đầu tiên các bạn nhớ kỹ này. Ở đây người ta ghi chú thích cho chúng ta là sẽ chọn cái beam đầu, sau đó đây sẽ chọn các hệ răng sau, đúng không? Các bạn sẽ chọn cái phần thanh beam trước này, sau đó cái răng đấy, sau đó các bạn nhấn enter. Rồi ở đây nó chưa hiện lên cái phần cái bát mà để liên kết của cái này. Các bạn sẽ chuyển đổi cái những cái nút này cho nó sắp xếp. Nó thông báo mình chưa đặt xong này, đây là mình đang đặt sai này, giờ mình này sẽ chuyển nó lại đó. Ok, các bạn thấy nó cái phần bát này nó đang bị xéo này. Để mà sửa cái này các bạn sẽ nhấn vào cái bát này, nhấn vào edit này, vì cái khoảng cách này mình cũng phải sửa trong cái phần mặc định của nó này. Rồi ở đây chúng ta thấy khoảng cách này, các bạn biết tại vì sao nó có khoảng cách xéo này không? Vì cái phần này nó không bằng nhau này. Các bạn nhấn vào ở đây nó có chú thích cái khoảng cách này, cái số 3 này là khoảng cách từ mép này vào cái phần chính giữa này, cái mép này. Cái số 4, cái số 2 thì từ cái mép này sẽ vào đây, cái mép này sẽ vào đây. Đấy, ở đây mà các bạn cho nó bằng nhau thì nó sẽ bằng nhau này. Đấy, ở đây độ dày của cái tấm plate này mình cho nó là 10 chẳng hạn. Rồi các phần khác mình giữ nguyên vì không cái này các bạn cần phải tìm hiểu, mình không thể nói ghi chú nó một cách nó cụ thể được. Ở đây khoảng cách bu lông, khoảng cách giữa các con bu lông hoặc là số lượng bu lông đấy, nên mình chỉ chỉnh khoảng cách cái khoảng cách của cái tấm palette này cho các bạn xem nha. Apply. Đó, các bạn thấy nó ok chưa? Các bạn thấy nó tròn này. Rồi ok. Chúng ta sẽ tiếp tục nhấn vào cái này. Chọn vào cho các cái tiếp theo. Enter. Nếu mà nó không được thì các bạn sẽ cũng sẽ thực hiện lại như cái này nhé. Đấy, đó. À, sao nó lại
ta bấm nó không theo thứ tự này, nó chưa sắp xếp được cái thứ tự nó đúng các bạn. Số 4 này đúng, đúng rồi. À, các bạn còn được lại. Đã xong đúng không? Xong bên này, các bạn thấy nó xéo bên này, các bạn cũng tự tự bấm là nó sẽ tự động rút lại nhé. Bấm liên kết cho nó sẽ tự động rút lại. Bên này cũng vậy. Mình sẽ làm cái này nốt để kết thúc cái phần này, vì mình thời gian hướng dẫn cũng khá dài. Cái phần này cũng những cái phần liên kết khác các bạn sẽ làm tương tự. Theo connect 4 chữ ăn connect này. Chọn này. Ok các bạn enter. Những phần còn lại các bạn sẽ tự thực hiện, giống như ở phần này thì hai cái thì các bạn sẽ chọn ở bên phần hai cái này, đây phần này, này các bạn thấy hai cái này đúng không, một cái thì nhấn chọn cái này, rất là đơn giản đúng không. Các bạn sẽ tạo cái phần liên kết cho nó để được một cái phần hệ dòng như thế này, để tránh phần hợp mà các bạn phải ngồi vẽ từng cái một khi mà các bạn gặp hệ dòng này. Các bạn nên tạo family cho nó đúng không? Để giảm bớt cái thời gian vẽ của các bạn đây. Đó. Phần bu lông này các bạn có thể thay đổi trong cái phần edit này nhé. Các bạn nhấn vào nó và nhấn vào edit style này. Nhấn vào edit này. Đây, bu lông phần bên này. Đây. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Alo, chào mừng.